Ok, hai cái nhà nha, chào mừng các bạn quay trở lại cái series về Monster Legend và là mình đây, Thu Trần. Rồi thì ở cái tập trước thì mình đã đánh review đánh trong cái dungeon này ha, đánh rank cấp survival các bạn. Thì hôm nay chúng mình sẽ làm review hết luôn các bạn này luôn. Thì tranh thủ chúng ta mình sẽ làm thôi, tách làm 3 video rồi các bạn, để mỗi con chúng ta sẽ có một cái video riêng đi ha. Thì sau này có gì các bạn mới xem tìm kiếm từng bạn cho nó dễ các bạn, chứ nếu mà đặt chung mà review 2-3 bạn một lần ấy thì nó sẽ kiểu như khó tìm kiếm. Để xem các cái những quái vật mà các bạn ấy muốn tăng cái skill cho đúng ha. Rồi đầu tiên là Azazin các bạn, thì mình sẽ review Azazin trước nha. Yo, ok, có một slot này thì mình sẽ đặt Azazin vào đây luôn. Yo, bùm. Thôi, như vậy là mình đã cuối cùng đã có Azazin. Hơi trễ nha, sorry nha. Đó. Ui, cái hình thiêu là kiểu giống như là đang phù phép các bạn. Đây, bạn này thuộc hệ Matrix này, hệ phép thuật nữa luôn nha. Rồi, chúng ta sẽ xem gì có gì đây. Azazin. Đây, thì mình tiếp tục có một mạng Abyssal. Hệ Ren Abyssal mới này. Thì vừa vào thì chúng ta thấy cái Overwing chai này, chúng ta là có một cái chai đó là Toll. Thì 100% thì cái bà này đó là một tank cơ các nhà, nhưng mà chỉ có cái Toll thôi. Không biết là skill sẽ có mệt Toll không nha. Ok, skill Relic này thì mình thấy đó là một cái giáp với lại một cái ACNC, một bình thuốc, bình thuốc độc, bình thuốc gì đó không biết. Đây thì lúc nhỏ các bạn thì chúng ta có một cái khuôn mặt cái bà này vẫn cười nha. Đó. Còn cái phần này thì mình nghĩ đây là một cái phần mũ nha. Đây là một cái mũ các bạn, rất là to, khổng lồ, chứ không phải là ngay một cái bộ não khổng lồ như ở các quái vật trước nha. Đây thì mình chỉ có một cái rune thôi các bạn. Còn hai cái này khó rồi, rất là buồn. Chúng ta sẽ lên cấp độ 4 nào. Tiến hóa nào. Hồi nãy thì rất là vui tươi nha. Đó, khuôn mặt rất là cute dễ thương. Nhưng mà bây giờ là nhìn hơi hơi già các bạn. Đó cái bạn này, cái bà này thì kiểu giống như thằng đèn luôn nha. Đó cái này thì kiểu giống như một cái đèn á, nó bay ra các bạn. Đó. Và mấy cái hiệu ứng đưa tay nó rất là giống thằng đèn luôn. Thì bà này mình nghĩ là có bà con gì với thằng đèn đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ xem Azazin Nearly Destroy World Master Seraza như này. Đó. Thì combat như này. Thì đánh bại bởi World Master này. Gần như là đánh bại World Master Seraza trong hand to hand combat. Nghĩa là đánh kiểu như là đánh tay các bạn. Rồi, tùm la. Ok nha, mình sẽ nâng lên có độ 100 nào. Lên. Ok. Đây nào. Rồi, xong hai lên có được 100 rồi cả nhà. Thì mình sẽ đổi skill này. Chúng ta có the Zing Protection Multiple Enemy. Thì nó áp dụng 50% cái khiên máu cho bản thân. Giảm 50% sát thương nhận vào cho bản thân này và gây một sát thương diện rộng cho tất cả quái vật bằng sát thương phép thuật ha. Thời gian hồi phục là 3 và cái mana rất là nhiều này, 59 luôn. Ok, ta lấy chiêu này, chiêu multiplayer nó gây sát thương thì mình sẽ đặt ở chiêu cái thứ 3 này các bạn. Rồi, cái này multiple thì nó gây hiệu ứng ban. Đây, ban thì nó gây ngẫu nhiên 15-20-25% sát thương mà phép thuật. Cái cơ này cũng ngon này các bạn. Còn mình xem tiếp nha. Cái chiêu này cũng là gây sát thương diện rộng luôn, phải không? Thì nó bút cái giáp các bạn, 50% giáp. Hai tool. Đó, cho tất cả đồng đội luôn và đánh quái vật này. Thì nên lấy cái này không đây. Ok, quốc luôn thử đi ha. Rồi. Cái này các bạn thì nó gây pain và lại curse. Ủa, sao toàn chiêu diện rộng không ta? Lấy luôn. Position với Ben. Chiêu này nó cũng luôn, cũng đánh sát thương diện rộng luôn các bạn. Đã chiêu này cũng diện rộng rồi mà chiêu này cũng
gây hiệu ứng diệu rộng luôn nhưng mà không gây sát thương này. Nếu mà lấy cái này thì nó sẽ có lợi hơn. Cũng hay xui, nhưng mà cái chiêu này các bạn thì chúng ta có thời gian hồi chiêu thấp này, lượng mana cũng thấp luôn ha. Nhưng mà chiêu này thì nó có thể gặp, nếu mà gặp Mega Toll thì nó có thể mình nghĩ là không, nếu gặp Mega Toll ta thì không đánh được. Nếu mà gặp Mega Toll thì chắc chắn không đánh được, còn chiêu này nếu mà gặp Toll thì chúng ta có thể đánh được nha. Nhưng mà chiêu này có thể thay thế được đây rồi, quay luôn. Còn lại các cái chiêu này thì nó giảm 50% sát thương nhận vào này, rồi gây ban, không gây sát thương cho quái vật. Còn chiêu này nó chỉ gây ra sát gây cái position đó, làm mất trí ha, mất trí nhớ. Và cái này là 50% giáp cho bản thân, bút 50% giáp cho bản thân đó. Thì mình ưu tiên các cái chiêu có gắn sao đó các bạn thấy rồi ha. Tổng hợp của chúng ta sẽ có là ASEAN World, Pendler Genix, Energy Protection và lại Magic Ball ha. Đây thì tăng cơ các bạn. Chỉ là cái bút đây, bút cái này các bạn, bút một phát cho bên kia rất là ngon luôn ha. Nó rút mà rồi nó có hai cái hiệu ứng đốt này, thêm một cái position nữa, rất là ok các bạn đó. Cái này đánh thì nó làm bút khiên cho đồng đội này, đánh cái này thì nó bút cho bản thân. Còn một chiêu này cũng giống như chiêu này luôn, hai chiêu này giống nhau ha. Rồi chúng ta sẽ vào review nào. Để mình add thêm một cái rune đi các bạn, rune strength đi ha. Rune speed đi các bạn. Này rune speed đi các nhà. Ok, nó sẽ vào đánh combat trong multiplayer luôn nha. Chain, ok, Azazin các bạn. Brand là Abiso, ok Azazin. Fine. Rồi đập nào các nhà. Ok, activate sale. Rồi hy vọng là mình sẽ gặp một cái team yếu này để có gì review được bằng này luôn nha, Anzazin. Rồi vừa mới nói xong các bạn, thì đây là một list quái vật cũ ha, nhưng mà vẫn mạnh các bạn. Mà các bạn này có rất là nhiều rune rồi này. Đây attacker chính đây các bạn, thì chúng ta sẽ quốc ông này trước. Ông này là có chiêu copy có nhà này. Peace, ha. Đây thì mình sẽ đánh cái gì đây? À đây thứ. Này đốt đi các bạn, đốt trước luôn nha. Bum. Đó, hai em này có cái hack chống luôn. Thì không bị dính các bạn, hai em này không bị dính ha, rất là xui. Đập bum rồi, ok, chỉ còn mình bạn này. Một thiên thần thần Hy Lạp. Một support thần Hy Lạp các bạn. Khá là béo phì. Ui, một phát đốt gần cháy các bạn. Ui, đi luôn. Một cái Wixen mà nó mất 250.000 máu các bạn, rất là kinh. Rồi ui, chết tia 6 rồi các bạn này. Rất tiếc là mình không có slot, rất là đen luôn. Ok, sẽ mở này. 1 giờ ta. Speed up. Xem cái này thì speed up ha. Rồi, mở nào, chúng ta sẽ trừ một cái slot để có gì đánh. Lỡ nó nhận được cái rương 6 thì ngon ha. Tiếp tục review tiếp nào. Azazin, yes. Một thằng đèn nữ giống The Hamen. Rồi chúng ta lại gặp một cái team cũng khá là khó chịu các bạn, ở mùa các cái mùa trước các bạn. Nó buông một phát evasion hết luôn này. Đó, thấy chưa? Thì chúng ta sẽ đánh, mình sẽ book cho team cái nha. Cái này nó book cho bản thân này, cái này mình sẽ book cho team ha. Bụp rồi. Có giáp máu rồi nha, ok luôn. Rồi chúng ta sẽ xem có ông nào có cái remove stamina không nào. Tất cả đều có luôn cái nha. Mình cái ông này không có thôi. Thì mình sẽ quất ông này. Đây, bum. Rồi chúng ta sẽ chơi một chiêu cuối. Bum, rồi xem bum. Ok, Mega Top mình sẽ book khiên lên cho bạn này luôn nha. Ừ. Quý sinh, đi luôn nè, đó đi luôn. Trời. Invasion, ok, sạc. Sạc luôn. Sạc luôn nha. Rồi xong. Mới review được 2 chiêu các bạn. Chúng ta sẽ đến chiêu còn 2 chiêu lại còn lại nha.
mình sẽ review luôn. Đây, check tier 4 cũng rất là thấp luôn các bạn. Bằng 1 giờ thì mình sẽ speed up luôn, speed up cả nhà. Đây, trừ một slot tiếp ha, rồi mình sẽ đánh để kiếm thêm một cái rương nữa. Yo, fight. Tìm yếu nào. Hy vọng tìm yếu thôi cả nhà. Tiếp tục tìm yếu nào. Ui, Centurion ha. Ông này là tanker này các bạn. Kill Drill level 150 luôn. Maru Strain level 8. Ôi ngon nha. Thôi. Rồi thì các bạn sẽ quất cái bạn Megaton mình trước này các bạn. Khi là sẽ đánh chiều này luôn các bạn. Ben Curse thì ông này dính Megaton rồi thì chắc chắn sẽ tan cho team rồi ha. Thì mình sẽ cũng không làm gì được gì. Thì mình đánh đây các bạn, thì mình book sale cho bạn này đi. Rồi chúng ta sẽ giết ông Tan này các bạn. Đập ông Tan này nha. Hồi máu luôn, wow. Bum, bay Tan, rồi. Đốt luôn, đốt sẽ chết luôn các bạn. Sạc nào, sạc cho. Ui, đừng có giết, đừng có giết. Ok, sạc nào. Azazin, rồi mình sẽ review cái chiều cuối này là cái chiều đây. Pain and Curse ha. Đúng không ta? Đúng rồi cả nhà. À, nãy mình dùng chiêu này đó đúng không? Thì mình sẽ bây giờ mình dùng chiêu này. Boom. Là gây curse cả nhà. Đây curse. À, với lại ba cái đốt thì 100% là chết rồi. Bye bye. Yes. Victory easy. Đây. Rồi mình được cách một cái rừng 3 nha. Thì mình sẽ mở cái rừng 4 này các bạn. Hay xui được 10 đến 15 đến 25 run thì mình sẽ có một số cái sale của bạn này nữa thì mình sẽ nâng cấp luôn các bạn. Azazin đây ha, nhiều 110 mình sẽ bơm luôn nha, nâng cấp luôn đi. Để làm gì cho phí các bạn. Rồi còn gì nữa không ta, cái Xmas này đây còn có một số sự kiện này các bạn. Cái này thì các bạn có thể làm cái này này, làm cái quest cái New Year Resolution sự kiện mới ha. Thì mình làm các cái nhiệm vụ này các bạn, chúng ta sẽ được các cái mảnh này. Đây, các cái mảnh này ha. Đó, các cái mảnh này thì sau khi được các cái mảnh này thì mình thì nó sẽ tự động ngẫu nhiên nó sẽ cho mình các cái đây các cái cột mốc quà này các bạn. Chúng ta sẽ nhận được các cái rương này ha. Và trong các cái rương này có rất nhiều phần thưởng ngon các bạn. Chúng ta sẽ có được trứng của các quái vật này, rất là nhiều ren này ha. Đây các cái các cái này gọi là gì sao ta, các cái bình cũng như là các cái đá ha, đá chứa ren để nâng cấp các bạn. Rồi một số cây này rồi. Đây rất nhiều phần thưởng ngon thì mọi người làm cái nhiệm vụ đó để kiếm các cái này nha. Chúng ta sẽ có được nhiều cái rương này, chúng ta sẽ mở và hay xui chúng ta có được quái vật đầu, biết đâu là có được quái vật ngon. Rồi như vậy là mình làm review xong Azazin, một bà thằng đèn các bạn. Trong Monster Legend. Rồi mình chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ này, nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi chào tạm biệt các nhà và bye bye. Yes.